Hello tất cả các bạn, hello tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình đã dậy thật là sớm và đã chuẩn bị cho bữa sáng của mình. Đó là bữa sáng hôm nay thì mình sẽ ăn mì tôm hải sản và kèm theo đó thì mình sẽ ăn một đĩa bánh bánh tráng miệng nha các bạn. Ba bốn loại bánh luôn. Và kèm theo đó thì mình sẽ uống một ly nước táo đỏ. Thì bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng ăn sáng với mình nha. Một tô thật là to. Tôm này, bạch tuộc này, cá này, mời các bạn ăn sáng ha. Ngon lắm các bạn. Cá đó các bạn chấm với nước mắm mình sắc ớt ra mình làm nước mắm đó rất là ngon. Mọi người sáng nay ăn gì? Các bạn ngồi ăn giống mình không?
hải sản ngon quá các bạn. Cá cũng tươi, tôm cũng tươi, bạch tuộc cũng tươi. Ăn miếng ớt nữa cho tưng bừng. Mình á, mình ăn không có ớt là mình ăn không có ngon nha các bạn. Ăn cái gì mà không có ớt là không có cảm giác ngon. Cá ngon quá các bạn ạ. Cá tươi, ngon. Đây là nước táo đỏ nha các bạn. Nước táo đỏ này, cầu kỷ này, long nhãn này. Hàng ngày á, các bạn nấu á, uống rất là tốt cho sức khỏe. Ngon quá. Cá rất là tươi. Hôm nay mình ngủ dậy thật là sớm để chuẩn bị cho bữa sáng. Bắt tụ một miếng ớt ngon. Nóng. Mình vừa mới nấu xong cho nên là ăn liền á, vừa thổi vừa ăn. Cái gì mà ăn nóng cũng ngon các bạn nha.
Tuyệt vời. Ngon. Ăn một miếng ớt nữa. Ngon quá ngon. Mình sẽ ăn tới con tôm này. Mời các bạn, mình sẽ chấm với nước mắm ớt. Ngon quá. Bữa sáng là bữa chính nè. Các bạn ơi, ăn sáng không nên bỏ bữa bữa sáng ha. Rồi. Vừa nóng vừa cay, tưng bừng luôn. Ngon, không gì ngon bằng tự tay mình nấu các bạn nha.
thấy bây giờ mình, cái này là mình mua nha các bạn, cái bánh này là mình mua chứ không phải mình làm. Sáng nay thì mình chỉ có nấu được mì tôm hải sản thôi, còn cái này là mình mua. Gồm có bánh này là bánh gì, ở Việt Nam thì bánh này là bánh gì các bạn nhỉ? Bánh cam. Còn này, cái này là bánh bánh bột khôi mì họ hấp đó các bạn. Còn cái này là bánh bò, bánh bò. Còn cái này là bánh da. Tất cả những cái bánh này đều là người Hoa họ bán nha các bạn. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng bánh bò, bánh bánh khoai mì tươi đó nha các bạn. Họ làm bằng củ mì tươi. Mời các bạn á. Ngon lắm. Bây giờ thì mình sẽ ăn tới miếng bánh bò. Bánh bò cả người Hoa họ làm. Bên trong thì xốp, đồ ngọt vừa phải, dẻo, ngon. Bây giờ mình sẽ ăn tới một miếng bánh da. Bánh da. Ngon. Bây giờ mình sẽ ăn tới một cái bánh cam, xem họ làm có ngon không các bạn nhé. Bánh cam à, to và các bạn. Rất là ngon. Còn ở trong thì họ làm bằng nhân đậu đen đó các bạn. Ở trong thì họ làm bằng nhân đậu đen, rất là ngon.
bạn ạ. Họ làm bánh rất là ngon. Ngon mà no quá, ăn nhiều quá, no quá no. Ăn hết hai con tôm, hai con tôm hùm, hai con bạch tuộc, một khúc cá, một tô mì rau nữa, no quá no. No quá. Ngon xuất sắc. Bữa sáng của mình thì đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn đã yêu thương kênh của mình. Các bạn nhớ like, nhớ share, nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.